Xin gửi một lời chào các bác làm thợ đi rừng nhé, các bác đam mê đi săn bắn, các bác đam mê đi xoay cua, xoay cá nhé, các bác đam mê đi tìm chim. Hôm nay bên em mới tiếp tục lên cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là mẫu đèn pin XG9516 nhé. Hàng nhà bên em, nhà hàng mới cập về, cập bến nhé. Số lượng cực kỳ nhiều, nên đảm bảo bác giá cực kỳ tốt nhé. Các bạn có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp bên em, số điện thoại góc màn hình video nhé. Nhận hàng có sẽ quyền được kiểm tra hàng, đúng sản phẩm. Các bạn thanh toán tiền cho em nhé. Đây là một cái mẫu đèn pin XG9516 mà nãy em muốn giới thiệu các bác nhé. Đầu tiên, đây là về phần thân đèn này, được bọc bằng được làm bằng hợp kim nhôm nhé. Đèn là bằng hợp kim nhôm này. Màu nó là màu trắng như này, cực kỳ đẹp mắt các bác nhé. Đấy, form của vòng của đầu này được bọc bên trong là một cái lớp gọi là lớp đệm mốt nhé. Khi bác đội đầu nó sẽ không bị dính, chẳng là không bị đau đầu nhé. Các bác có thể tùy chỉnh ở phần trên nhé, có một cái gân ốc ở phần trên này, các bác có thể tùy chỉnh nhé, lên xuống trái phải, lên xuống đều được các bác nhé. Và những cái công tắc bịt nắp này các bác nhé, các bác có thể thấy này, mẫu này là mẫu đèn pin sạc dùng sạc dự phòng điện thoại thông minh, cổng của Oppo, và bên cạnh nó sẽ có một cổng USB để các bác sử dụng dự phòng sạc của điện thoại, các bác có thể sử dụng luôn nhé. Đây là dạng pin khô nên là cực kỳ pin bền. Trên đỉnh mặt này nó có hiển thị phần trăm pin 25, 350 và 75, 100% pin nhé. Đấy, bên này nó sẽ có hai cái công tắc này. Một đầu tiên nó là công tắc sử dụng bóng điện trong gia đình, hộ gia đình các bác, ví dụ ở ngoài đồng xa gọi là đồng bào xa tổ quốc thì các bác nhé. Đấy, không có đèn điện, nhưng không có đèn điện đấy, ở ngoài trại ngoài xa, vì chúng bạn ở nhà nhưng mà lại muốn ra ngoài lán đấy để trông cá, trông ao, trông vườn thì của chúng ta sử dụng cái bóng trong gia đình này nhé, cực kỳ tốt. Và mẫu công tắc tiếp theo đây là sử dụng bóng của hàng SOS nhé, sử dụng báo trộm, báo động các bác nhé. Và bên cạnh này nó sẽ có một cái công tắc tắt mở này, đó là công tắc tắt sử dụng đèn đội đầu nhé. Đầu tiên đây là ánh sáng trắng nhé các bác nhé, đấy đưa ra ánh sáng trắng đầu tiên. Đấy, ánh sáng trắng đầu tiên các bác nhìn thấy cực kỳ sáng nhé, cực kỳ soi xa. Cái này mẫu này soi xa hàng ngàn mét cho các bác luôn. Ở vị trí địa lý thời tiết tốt nhé, nếu bác ở vị trí địa lý thời tiết kém hơn thì được khoảng tầm 500-700 mét. Còn ở vị trí địa lý thời tiết tốt các bác có thể soi hàng ngàn mét nhé. Đây là ánh sáng chói đầu tiên nhé. Đây ánh sáng chói này, ánh sáng vừa phải, ánh sáng dịu nhé. Và ánh sáng nhấp nháy để các bác sử dụng con mồi, khi bác soi trực tiếp vào con thú, con bổi nhé. Nó sẽ nhấp nháy như này, nó sẽ con bổi sẽ đứng im, nó không bị chạy mất các bác nhé. Đấy là ba chế độ sáng đầu tiên. Và đi kèm một chiếc đèn như này, nó có cho các bác theo một chiếc chóa màu vàng như này. Để làm gì nhá? Một chiếc đèn này nó sẽ tương ứng với các bác là ba màu sắc ánh sáng khác nhau, ba ánh sáng của đèn nhá. Các bác muốn sử dụng ánh sáng vàng, các bác xoáy cái nắp chóa vàng này vào giúp em nhá. Bật công tắc lên. Đó là ánh sáng của màu vàng, có nhìn thấy không? Khi bác đi săn đi bắn nhá, đi soi ếch các bác phải nhìn cái màu vàng như này. Ví dụ ếch nó màu đen các bác soi nhìn chữ đâu? Các bác nhìn chữ đen trên mặt đúng không ạ? Các bác soi trực tiếp nó sẽ đứng im nhá. Đấy, nó sẽ không bị phát hiện ra. Các bác một ánh sáng vàng, các bác chỉ lắp chóa màu vàng. Còn đối với các bác đi bắn săn bắn nhá, đấy, các bác có thể săn thả cái bộ ánh sáng màu xanh hay gọi là màu tím như này. Nó cực kỳ là dịu nhá. Cực kỳ dịu, các bác soi trực tiếp này, các bác nhìn thấy rõ mực trực tiếp này, cực kỳ rõ nhá. Đấy, các bác có thể sử dụng một trong ba ánh sáng nhá. Đấy, sáng vàng, cái sáng tím hay là sáng trắng nhá. Sáng trắng là sáng nguyên bản các bác nhá. Nguyên bản các bác chỉ việc sử dụng lắp cái gờ này vào là xong nhá. Một chiếc đèn pin đội đầu XG9516 này, đấy, cực kỳ bắt mắt, cực kỳ đẹp mắt cho các bác nhá. Các bác nào mà đang có nhu cầu sắm cho mình những chiếc đèn pin đội đầu để đi soi cua soi cá nhá. Đấy, đi rừng đi biển thì liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại góc màn hình video nhá. Đấy, giá thành của nó cực kỳ ưu đãi, cực kỳ hợp lý, giá chỉ có 450.000 đồng nhá. Giá 450.000 đồng, bên em miễn phí hàng tận nhà cho bác luôn. Đấy, nhận hàng bao các bác kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, có thanh toán tiền cho em nhá. Sẽ đăng tải cái video trên kênh nhá. Một lần nữa xin được chào các bác nhá. Các bác theo dõi video đừng quên cho em xin lượt like, lượt đăng ký kênh ủng hộ bên cơ sở bên em ạ. Xin chào các bác.